vượt thử thách của cuộc đời, ngày mai ta sẽ thành thơi. Mũi trước khi nâng, đầu mũi thô, sống mũi thấp, rất tự ti về dáng mũi. Quyết định lựa chọn bệnh viện thẩm mỹ Thu Cúc để thay đổi dáng mũi tân trang nhan sắc. Chỉ 15 phút thực hiện, thành quả ngay sau phẫu thuật. 5 ngày tái khám tháo nè. Đây là dáng mũi hiện tại.